không bị nhẹ. Hãy nhanh chóng tới cửa 2 để tiến vào khu vực xem biểu diễn. Số người dùng chúng tôi đã bắt đầu rồi ạ. Quý khách nào chúng ta còn đang giữ vé, hãy nhanh chóng tiến tới cửa để vào khu vực xem. Đây là dòng xe nhập khẩu. Oh.
sao? Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chương trình của Ford trong triển lãm Việt Nam Motor Show 2020. Đại sứ Ngọc chưa Ngọc. Hãy subscribe.